Rồi, hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì Quân sẽ nói tiếp đến cái vấn đề là cái cuộn lọc nhiễu cao tầng ở trên mạch Class D, âm thanh Class D ha. Thì mọi người khi mọi người chơi mạch mọi người thấy là cái mạch Class D nó sẽ có những cái cuộn lọc nhiễu này nè, cái cuộn này nè. Đó, nó là cuộn dây đồng quấn trong một cái vỏ cái lõi Felix. Đó. Tại sao nó lại có những cái cuộn này và cuộn này nó có cái tác dụng gì? Đó thì theo lý thuyết của nhà sản xuất thì khi mà cái con IC Class D này nó hoạt động thì nó sẽ tạo ra một cái dòng xung, nó đẩy ra ngoài dòng xung nhiễu cao tầng, thì để lọc được cái dòng nhiễu đó thì nhà sản xuất người ta đã sử dụng hai cái cuộn lọc nhiễu này để nó triệt đi những cái tần số nhiễu, thì nó làm cho cái tín hiệu âm thanh được sạch hơn. Thì đây mình sẽ test trên cái đồng hồ hiện sóng. Bây giờ mình sẽ bật âm thanh cho mọi người nghe ha. Mình sẽ đo trước khi qua cái cuộn lọc nhiễu. Mọi người thấy là mức độ nhiễu rất là kinh khủng đúng không? Đó, nó lên rồi. Rồi bây giờ là qua cuộn lọc nhiễu này. Đó, qua cuộn lọc nhiễu. Thì sau khi qua cuộn lọc nhiễu thì tín hiệu ra đã đẹp hơn, rõ ràng, sạch. Cái này mình xin phép mình rút cái loa ra ha. Cái này nếu mà trường hợp anh em mà chọt cái dây đồng qua đây á thì anh em nghe bằng tai thì anh em không thể phát hiện được đâu, không thể phát hiện được, nó ra nó cũng không có xì xèo gì nhiều, nhưng mà khi mà sử dụng đồng hồ, sử dụng thiết bị đo thì mọi người mới phát hiện được. Đó, thấy chưa, nó qua đây là nó sạch rồi, còn bên này là cái tín hiệu gốc nó đi vào này. Đó, quận này rất là lợi hại ha. Bởi vậy là những cái mạch mà xịn nó là sẽ sử dụng cái quận này chất lượng cao. Chất lượng càng cao thì nó lọc càng sạch, càng tốt. Đó. Tín hiệu ra đẹp ha. Không bị nhiễu. Còn lúc đầu thì nó nhiễu nè. Đó, thấy chưa? Mức độ nhiễu cực kỳ cao luôn. Đó. Hết nhiễu. Đó, bởi vậy là bất cứ một cái gì mà nó nằm ở trên một cái mạch điện thì nó đều có tác dụng của nó. Và có những cái mình nghĩ là nó không có tác dụng nhiều nhưng thực tế ra thì tác dụng của nó rất là to lớn. Rất là thú vị. Rồi, mình xin kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã xem video. Thấy hay hãy cho mình một like, một tim và một chia sẻ ha. Ai chưa follow thì cứ follow kênh mình ha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.